Bởi vì Lý Bôn tiếp tục được gặp lại các bạn khán giả trong khung giờ 19 giờ những ngày cuối tuần. Trước mắt chúng ta là một trận đấu thứ 21 của giải vô địch bóng đá Hàng Châu Sơn 7 tranh cúp 4 các ngày giờ Hải Phòng. Trận đấu giữa các thủ SC Ami và các thủ SC Mường Trà. Đây là một trận đấu thuộc top 4 từ dưới đến trên. Trên bảng xếp hạng tạm thời thì các thủ SC Ami đứng ở vị trí thứ 10 với 1 điểm ở hệ số 3. Trong khi đó thì các bạn Mường Trà ở vị trí 12 với 1 điểm hệ số 9. Theo bản thân tôi đánh giá đây thì cũng là một trận đấu cân sức ngang tài trong buổi chiều ngày hôm nay, trận đấu thứ 2. Viện Barcelona rất quyết tâm, xịa bóng, cơ hội quá đáng tiếc vẫn không vào. Vâng, Hùng Vĩ đã không nhanh nhẹn từ nhúng rồi mà làm như kiểu đan trường rất đẹp. Chuyền bóng chiến thuật, đúng rồi, đúng chân trái rồi, vào không? Vâng, một bạn bảo vào rồi nhưng chắc không vào đâu. Vâng, không vào rồi. Vâng, Trần Đức Mạnh ông vẫn chạy bóng rồi, rất đáng tiếc. Đúng kèo trái của Lương Mạnh Hùng nhưng em không tung được cú sút. 2-3, 3-3, nắm đi, đập nhà 1-2. Viết Bắc nắng rồi, cơ hội đóng đi, đóng. Vâng, quá đáng tiếc em đã đóng trong tình trạng với rồi. Đây bạn cổ vũ Real Madrid. Vâng, đối với Barca lúc này thì cơ hội duy nhất chính là Nadega, còn cú số 1 loại rồi. Quy Đình, cơ hội Thái Hồng, cơ hội là đây, vào không? Như vậy là vào rồi. Đó là pha xử lý khôn ngoan của Thái Hồng, chàng trai già nhất trên sân lúc này, rất nhẹ nhàng đẩy quả bóng qua tầm với của Trần Đức Mạnh vào góc xa, quả bóng xoáy vào trong. Vâng, hiệp già đã nói tiền đạo rất có tài. Rất hay các bạn ạ. Vâng, các thủ Ami đã có bàn. Khi mà tôi đang chăm rõ Hoàng Anh thì Phạm Thái Học đã ghi bàn thắng mở điểm lần đầu tiên là đá chính, và anh đã cho thấy được khả năng thủ mang số 10. Thái Học cầu thủ già nhất trên sân, thậm chí là Thái Học còn già hơn cả huấn luyện viên Điệp Già. Đi bóng tốt, căng vào đi, căng vào. Thủ môn Trần Đức Mạnh thi đấu quá dũng cảm, có lẽ em bị đau rồi. Pha nào vào rất dũng mãnh của A9. Vâng, có lẽ là phải có sự hỗ trợ. Vâng, tình huống này các bạn hết sức cẩn thận, nếu mà có dấu hiệu của các bạn ấy co giật thì phải cố gắng để bạn ấy cắn lưỡi. Vâng, có lẽ Đức Mạnh sẽ cần sự giúp sức của y tế. Vâng, ngày hôm nay chúng ta nhớ mãi trận đấu giữa An Nam và Hoa Ban thì Đức Gia đã đổ máu rất nhiều, quấn băng vào đầu. Đội trưởng Bùi Vĩnh Phú bên phía An Nam cũng bị tím vào mặt. Vâng, rất nhiều cầu thủ bị đau. Vâng, rất nhiều cầu thủ bị đau các bạn. Vâng, hy vọng là các những fan 50-50 các bạn hãy bỏ đi. Xin chào bạn Hà Minh Đức. Vâng, cảm ơn bạn đã chuyên comment với những từ điều bất tử. Vâng, cảm ơn bạn nhiều. Vâng, bạn là Trần Quân nói Ami 1 Mường Trà 1. Vâng, chúng ta chờ xem, các bạn cứ dự đoán đến phút thứ 35 của hiệp 2 thì phút 36 thì đừng dự đoán nữa. Đánh đầu bỏ rồi, như vậy là Việt Barcelona là kiến tạo rồi. Để tôi xem nào, Ngọc Sẹo hay là cầu tàu của ghi bàn, có lẽ là Ngọc Sẹo chăng. Số 5 Cảnh Dương, như vậy là Cảnh Dương đã cân bằng tỷ số. Vâng, như vậy là bạn Trần Quân đã dự đoán quá chuẩn xác rồi, vừa dự đoán phát một đầu ngay, quá tốt chật. Vâng, có thể nói là Việt Sắc Mô đã thả quả bóng đúng vào tầm đầu của chàng trai Cảnh Dương. Em đã lắc đầu bó tay thủ môn Tòng Quốc Tiên. Như vậy là hai đội đã trở về và chuẩn phát rồi. Đúng một trận đấu theo đánh giá riêng của tôi là cân sức ngang tài và đúng thể hiện đúng tỷ số trên sân lúc này. Hữu Tường. Vâng, bạn là Trần Quân nói Ami 1 Mường Trà 1. Vâng, chúng ta chờ xem, các bạn cứ dự đoán đến phút thứ 35 của hiệp 2 thì phút 36 thì đừng dự đoán nữa. Đánh đầu bỏ rồi, như vậy là Việt Barcelona là kiến tạo rồi. Để tôi xem nào, Ngọc Sẹo hay là cầu tàu của ghi bàn, có lẽ là Ngọc Sẹo chăng. Số 5 Cảnh Dương, như vậy là Cảnh Dương đã cân bằng tỷ số. Vâng, như vậy là bạn Trần Quân đã dự đoán quá chuẩn xác rồi, vừa dự đoán phát một đầu ngay, quá tốt chật. Vâng, có thể nói là Việt Sắc Mô đã thả quả bóng đúng vào tầm đầu của chàng trai Cảnh Dương. Em đã lắc đầu bó tay thủ môn Tòng Quốc Tiên. Như vậy là hai đội đã trở về và chuẩn phát rồi. Đúng một trận đấu theo đánh giá riêng của tôi là cân sức ngang tài và đúng thể hiện đúng tỷ số trên sân lúc này. Hữu Tường, A Chí, Việt Barcelona. Vâng, Việt Barcelona. Vâng, vừa rồi tình huống mấy phút trước thì Việt Barcelona bị A Chí bắt cứ. Cơ hội căng vào đi, sút vào rồi, như vậy đã vào rồi. 2 phút hai bàn. Vâng, không hiểu sao các bạn Ami lại không tập trung. Có thể nói là pha đá biên cực nhanh của Việt Barcelona. Và tôi còn chưa biết cầu thủ nào ghi bàn. Vâng, vâng, tôi xem bạn nào ghi bàn, có lẽ là Mai Văn Minh chăng, cầu thủ mới ở sân dễ lắm. Vâng, Mai Văn Minh số 14 đã ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu 2-1. 2 phút 2 bàn. Vâng, có thể là huấn luyện viên Điệp Già không thể hiểu được. Như vậy 30 Ngọc Sẹo, chính xác là Ngọc Sẹo các bạn ạ. Vâng, rất khôn khéo A Chí, chuyền bóng Văn Học thủ môn. Như vậy vâng, rất hài hước các bạn ơi, trọng tài đã cắt quay, có nghĩa trọng tài tưởng bóng chạm tay. Vâng, rất hài hước các bạn ạ. Vâng,
Có lẽ trọng tài đã khuất tầm nhìn rồi. Sẽ pha đá phạt cơ hội rồi cho các bạn Ami Gỡ Hòa. Chúng ta chờ xem. Số 10 Thái Học. Vâng, nó văn nội huấn luyện viên tinh thần và huấn luyện viên chiến thuật đang bảo giữ bóng, nó nội kêu thủ SC 6. Rất tiếc khi mà top 6 ở League A Hà Hiền có cả Việt Maxo và nó văn nội. Việt Maxo thì đá FC 89, nó văn nội đá FC 86. Đương nhiên thì hai cầu thủ này không thể cùng một đội trên sân được, rất đáng tiếc. Và hôm nay nó nội buộc phải làm huấn luyện viên cho cầu thủ Mường Trà. Nó nội đang bảo ba rào và rào hơi thưa. Như vậy nó vào rồi và Quy Định. Vâng, quá đáng tiếc. Vâng, Quy Định đã cân bằng tỷ số 2 đều rồi. Một trận đấu hết sức cởi mở. Pha sút căng xe chêm. Vâng, lỗi hàng rào. Vâng, vâng, Việt Sang Mô đang có lời phàn nàn. Trọng tài Hoàng Quảng đã chỉ tay vào rồi, không biết là vâng, rất rất khoan với hành động quyết định của mình. Chúng ta chờ xem. Như vậy chúng ta chờ xem trọng tài Hoàng Quảng sẽ xem công nghệ có chậm không. Rất hồi hộp các bạn ạ. Vâng, rất nhiều tranh cãi. Vâng, bạn không khuyết phục nói chú bình viên nạc giọng rồi. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, tôi bình luận nạc giọng cũng là điều đương nhiên thôi, vì tôi trung bình nói 1.000 từ trong một trận thì không nạc giọng là chuyện lạ. Vâng, vâng, bạn Dũng Đờ Lai nói dự đoán năm nay Đồng Tâm vô địch. Vâng, chúc mừng bạn. Vâng, tôi cũng tin là Đồng Tâm vô địch, và nếu mà họ có vô địch thì hoàn toàn xứng đáng thôi. Vâng, đó là ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Người vui nhất là đội trưởng Marcelo. Vâng, như vậy là chúng ta chờ xem. Vâng, trọng tài yêu cầu đá tiếp. Như vậy là bóng đã không chạm tay một cầu thủ Mường Trà. Không, như vậy là cơ hội vẫn thuộc về Mường Trà. Như vậy là tỷ số vẫn là 2-1. Vâng, Văn Thịnh cần phải nhanh nữa, chuyền bóng xuống đáy, đập nhả đi, thấy không? Vâng, pha chuyền bóng. Vâng, rất nhiều các bạn ơi. Dường như bóng đã chạm vào nối chữ A rồi. Đó là pha xử lý cực khó nhưng lại rất nguy hiểm các bạn ạ. Không hiểu sao thủ môn bên phía các thủ SC Mường Trà này không tập trung tình huống rồi. Tí nữa thôi thì Thái Học lại ghi siêu phẩm rồi. Mường Trà đang trong giai đoạn hồi phục. À chí, sút. Đừng. Cú sút sội cột ra ngoài các bạn ơi. Quá nguy hiểm. Vâng, quá nguy hiểm các bạn ạ. Vâng, à chí sút rất hay. Mường Trà đang khôi phục giống nhiều lần kinh tế các bạn ạ. Ở dưới đáy bùn. Rất hay. Chuyền đi, chuyền được rồi. Cơ hội, ra chân đi. Vào không? Vẫn không vào. Pha rút bóng rất tốt của Ngọc Sẹo. Tí nữa thôi thì em ghi bàn. Có thể nói là hàng phòng ngự của điểm. Và bàn thắng duy nhất của Đức Mạnh. Trận đầu tiên thì Đồng Tâm đã thắng các thủ FC Thanh Hưng với tỷ số 1-0. Pha bóng rất dính của Trần Đức Mạnh. Vâng, nó nội đã vỗ tay hoan nghênh rồi. Vâng, bạn Châu Tân hôm nay không xem từ đầu quả là lãng phí các bạn ạ. Trọng tài Hoàng Quảng ra chân rồi, chắc là ra chân rồi. Ra chân đi. Không. Rất hay các bạn ơi. Quả sút bóng không các Rondo các bạn ạ. Bạn Châu Tân nếu có TV thì mở TV xem TV. Xem trên TV khác hoàn toàn. Vâng, xem trên TV vừa ngồi xem vừa ôm con gái xem TV xem bóng đá Phú Yên thì không có gì mà tuyệt vời hơn. Trở lại trận đấu. Văn Thịnh treo con hai. Đánh đầu. Rất đáng tiếc. Rất dũng cảm. Vào không? Vẫn không vào. Vẫn không vào. Có thể nói là Đức Mạnh. Đức Mạnh đã cứu 3 điểm. Đức Mạnh vâng, quá xuất sắc. Trong một tình huống đệm bóng như vừa rồi, Đức Mạnh vẫn dùng thân ôm được quả bóng. Có thể nói là em đã, nếu mà giành thắng lợi trận đấu này thì chính là Đức Mạnh đã mà lại 3 điểm chứ không phải cầu thủ nào đâu. Vâng, rất thích bình luận với thế trận như này. Vâng, pha tung cước lỗi của Đỗ Ngọc. Em định ngã bắn đèn. Vâng, một bạn bảo là dùng thịt đè người. Vâng, nhưng mà vẫn không đè được các bạn ạ. Cho pha đá phạt góc mà. Trận đấu lại gián đoạn nào, xem chúng ta lại xem công nghệ qua chậm lại. Vâng, trọng tài Hoàng Quảng một ngày làm việc vất vả của trọng tài Hoàng Quảng. Vâng, trọng tài Hoàng Quảng cần phải có những nụ cười tươi như anh. Vâng, 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 Hưng Bằng đang bảo không có đề gì đâu. Vâng, vâng, trọng tài sẽ xem lại, không sao cả. Vâng, bạn Châu Tân nói idol Văn Thao em giờ này có bắt không anh ơi, trân trọng chẳng là bạn làm Thao nội. Vâng, Thao nội lo Văn Thao đến từ bản Tapo huyện Biên. Bạn ấy không bắt giải này. Nó Thao dạo này hơi vắng cả trên sân bóng và cả trên livestream. Không biết là bạn này dạo này vẫn bận làm cái gì. Chàng trai sinh năm 91 đến được bạn. Trở lại trận đấu, sau đó bóng lên. Đỗ Ngọc, vâng, pha bỏ bóng. Vào không? Không vào các bạn ạ. Tôi tưởng là quả bóng vào rồi. Có thể nói một pha bỏ bóng khôn ngoan của Tuấn Ngọc. Một chút nữa thôi thì Quy Định đã cân bằng hai đều.
Huấn luyện viên Điệp Già đã tiếc nuối tình huống rồi. Vâng, các bạn Mường Trà thoát tim. Lần đầu tiên Đức Mạnh đã ra vào không hợp lý. Một chút nữa thôi thì hai điểm đã mất. Vâng. Vâng, dự phạm. Vâng, đất rồi. À Chí. Vẫn là Chí. Đỗ Tuấn Ngọc. Cơ ơi, Quý Đình vào không? Ôi giời ơi. Vâng. Cú sút không nhìn thấy bóng các bạn ơi. Như vậy tiếng còi của trọng tài Hồng Cảo vang lên và xin chúc mừng chiến thắng Mường Trà. Một chiến thắng gọi là thoát tim. Pha sút bóng cuối cùng của Quý Đình đã không vào các bạn ạ. Tưởng chừng như hai đều. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ 15:30 chiều mai. Mường Trà đang thắng với tỷ số 2-1.